Chào các bạn nhé. Video trước mình đã chia sẻ các bạn cách ngâm cây cà pháo chua cay, ăn thì rất là ngon đấy các bạn ạ. Hôm nay đây mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một cái bí quyết để muối cà pháo giúp nó trắng giòn và để được lâu, và cách làm thì cực kỳ đơn giản các bạn nhé. Với cái món cà pháo muối hôm nay mình sẽ muối nguyên một quả các bạn ạ, mình không có cắt ra như mọi hôm, cho nên các bạn nên chọn những cái cà quả nó vừa thôi, đừng có chọn những quả lớn đấy. Như cà mình mua ở đây các bạn này, quả nó nhỏ nhỏ vừa, như vậy là mình ăn nó vừa. Và các bạn cũng lưu ý cho mình khi mua cà, để ý đừng có mua cà non quá, mà cũng đừng có mua cà nó già quá các bạn nhé. Cà non quá thì các bạn để ý cái tai của nó này, cái tai của cái quả cà này nó nằm sâu xuống dưới thế này á, có nghĩa là cà nó đang non ấy. Còn cái quả nào mà tai nó ngắn lên thì cái nó cũng đã già rồi, nên mình cần phải chọn đấy. Như cái quả này ấy, là nó rất là vừa các bạn này, mình cắt ra cho các bạn xem nhé. Cái hạt cà nó không còn trắng nữa, mà nó hạt cà nó bắt đầu chuyển sang cái màu hơi ngả ngả như vậy là được đấy các bạn nhé. Muối cà thì khi đó cà nó rất là giòn luôn. Thì hôm nay đây mình sẽ có ở đây là 2 ký cà các bạn này, và mình có ở đây là 200g củ riềng nhé, 50g tỏi, 20g ớt. Ớt này thì mình cho vào để cho nó đẹp, chứ thực ra mình cũng không có phải cắt nó ra. Các bạn sử dụng cho mình 50g muối hột nhé, để mình hòa tan cái nước để mình ngâm cà nhé. Mình ngâm cà thì mục đích để cho cái cà nó ra cái chất dơ, với lại nó bỏ bớt cái chất chát cho các bạn nhé. Đấy các bạn, cắt cái tái cà này các bạn này, các bạn để ý cho mình nhé. Mình cắt đừng có để cho nó phạm vào trong cái phần thịt cà nhé. Khi mình cắt, nếu mà nó phạm vào trong cái thịt cà rồi á, thì khi mình muối cà, cà nó dễ mà bị ủng nước ấy, nó ủng từ trên cái đầu này này, cho nên mình cắt mình để ý một xíu. Thường thường thì các bạn mua cà về đó, các bạn cũng nên phơi gió, phơi trội gió mát cho mình khoảng mức 3-4 giờ đồng hồ gì đấy, để cho cái tai cà đó nó héo bớt lại đi á. Thứ nhất để mình làm cho nó dễ, thứ hai để trên cái núm này á, nó teo lại á, thì khi muối cà, cà nó rất là giòn, mà nó rất là ngon luôn. Rồi bây giờ các bạn ngâm cái cà này cho mình khoảng 30 phút trong cái nước muối này các bạn nhé, để cho cà nó sạch, với lại cho nó ra bớt cái nhựa đấy nhé. Sau đây mình sẽ đi sơ chế cái tỏi với cái riềng nhé các bạn. Cái chỗ cái riềng này các bạn này, các bạn gọt bỏ cái vỏ, cái sâu xia với lại cây dơ ngoài xíu nhé, rồi mình đem đi rửa, sau đó mình cắt lát nhé. Cái tỏi này thì các bạn dùng cái dao các bạn đập cho nó hơi dập ra cái, rồi mình lấy tách cái vỏ ra được các bạn nhé, không cần phải mất công thời gian lột vỏ đâu nhé. Tiếp theo đây mình sẽ chia sẻ các bạn cách để nấu cái nước muối để mình muối cà các bạn nhé. Thì hôm nay mình sử dụng ở đây là 2 ký cà, thì mình sẽ có ở đây là 2 lít nước các bạn nhé. Và cứ mỗi lít nước thì các bạn sử dụng cho mình 2 thìa canh muối như thế này nhé. Đường thì các bạn sử dụng cho mình 1 lít nước thì 1 thìa canh đường nhé, 1 thìa canh bột ngọt cho 2 lít nước. Các bạn nấu cho cái nước muối này cho nó sôi lên nhé. Bây giờ nước muối nó đã sôi như vậy rồi là được rồi các bạn nhé. Bây giờ các bạn tắt bếp và đem ra để cho nó nguội nhé. Các bạn có thể là nếm nếm lại để xem coi cái nước của mình nấu nó đã đạt được cái mức độ để mình muối cà chưa nhé. Thế cà sau khi mình đã ngâm nước muối được 30 phút rồi các bạn nhé, thì bây giờ các bạn đem đi rửa sạch lại cho mình nhé. Mình cà vào trong những cái quả cà này này, mình chà nó để cho nó sạch
những cái gì còn bám bẩn ở ngoài này mình cà cho nó sạch nhé, cho nó trắng. Quả nào mà sâu thì các bạn cũng nhớ bỏ đi, bởi vì những cái quả sâu khi muối ra mình cũng không có ăn được đâu. Thì bây giờ các bạn để cái cà này cho nó thật là ráo nước nhé, rồi mình đem đi muối. Rồi bây giờ nước nó đã nguội và cà nó cũng đã ráo nước rồi các bạn nhé, mình sẽ tiến hành đi muối nhé. Thì với cách muối cà hôm nay mình chia sẻ các bạn này, cà này mình muối ra ăn rất là thơm luôn, người ta gọi là cà riềng, cà tỏi đó các bạn. Rồi bây giờ các bạn dùng một cái vỉ giống như mình, hoặc là các bạn dùng một cái bịch bỏ nước vào cũng được, để mình cho vào để mình đè cái cà này các bạn này. Bây giờ thì mình sẽ đổ nước vào nhé. Đấy, các bạn đổ nước cho nó ngập. Bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại và để vào cái chỗ cho nó thoáng mát. Thì đối với cái món cà muối này á, thì các bạn muối cho mình 5 ngày thì có thể đem ra sử dụng được, và mình sẽ sử dụng được 2-3 tháng luôn đó các bạn. Thì 5 ngày sau mình sẽ quay lại để quay cái thành phẩm cái món cà muối trắng giòn này cho các bạn xem nhé. Các bạn ơi, cái cà mình muối bây giờ là được 5 ngày rồi các bạn này. Thì hôm nay mình sẽ mở ra để mình kiểm tra cái cà nó đã chín hay chưa. Đấy, cà nó rất là thơm các bạn ơi, mùi bốc lên rất là thơm luôn nè. Các bạn nhìn thấy có những cái bọt khí nó nổi lên, như vậy là cà nó lên men rất là tốt đấy các bạn. Đấy, mình đè nó xuống, nó ngập trên nước các bạn này, cho nên là cà nó rất là trắng luôn ha. Đấy các bạn ơi, cái cà mình muối ra đây rất là trắng luôn các bạn này, trông rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử để mình kiểm tra coi xem nó chín chưa các bạn nhé. Thì cà này thì có mùi tỏi, mùi riềng rất là thơm nhé. Đấy, cà nó là chín rồi các bạn ạ. Cà nó trong lên như vậy là nó chín, với lại mình ăn á, nó không còn nghe cái mùi hăng của cà nữa, nó có chua chua rồi. Như vậy là cà nó đã chín và đã sử dụng được rồi nhá. Tuy nhiên cái cà này á, mình để thêm vài ngày nữa thì nó sẽ ngon hơn các bạn này. Thì với cách làm của mình hôm nay đây các bạn này, cái cà rất là thơm luôn, cà muối rất là thơm. Mình hy vọng là các bạn cũng làm cái món cà muối trắng giòn để sử dụng hàng ngày giống như mình các bạn nhá. Mình cảm ơn các bạn đã xem video nhá. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cho mình với các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nhé.